Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin trân trọng kính chào toàn thể ông bà anh chị em đã kết nối với Hội Thánh để theo dõi bài học buổi tối ngày hôm nay. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em ngay thời giờ này. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến lời Chúa của anh chị em khắp mọi nơi. Và tôi tin rằng Chúa dùng lời của Ngài để ban phước và nâng đỡ đời sống của chúng ta rất là nhiều. Lời của Chúa chính là sự sống của chúng ta. Lời của Chúa chính là thức ăn cho tâm hồn của chúng ta mỗi ngày. Như cơ thể vật lý chúng ta ăn mỗi ngày, thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng cần lời Chúa. Và tôi rất là vui khi mà ông bà anh chị em đón nhận lời của Đức Chúa Trời một cách rất là sốt sắng. Dạ, xin Chúa ban phước ha. Và như thường là ông bà anh chị em, chúng ta hãy đến với thời giờ này bằng lời cầu nguyện. Trong sách Châm Ngôn nói rằng Chúa sẽ ban thần của Ngài để mở trí khôn cho chúng ta. Dạ. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện đó, tôi tin rằng có một sự khai mở ở trong linh của chúng ta để hiểu lời của Ngài. Và khi chúng ta hiểu lời Ngài, quen thuộc với lời Ngài, thì chúng ta rất dễ dàng để nghe được tiếng của Chúa Thánh Linh và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Vậy thì một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân để gửi lời chào đến tất cả bạn chị em và mời bạn chị em bước vào sự cầu nguyện giờ này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta hãy bắt đầu dâng trình đời sống mình, khát vọng của mình, ước muốn của mình cho Chúa giờ này. Khi chúng ta cầu nguyện, hãy tin rằng Chúa ở cùng với chúng ta và kết nối chúng ta lại làm một trong đức tin chung mà chúng ta có trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em ở đó, tôi ở đây, nhưng mà bởi quyền phép của Chúa, chúng ta được kết nối làm một với nhau. Và khi chúng ta cầu nguyện thì anh em cũng được sự khích lệ. Khi anh em ở đó cầu nguyện thì tôi ở đây cũng được sự khích lệ. Đó là một cái sự mầu nhiệm ở trong Chúa. Amen ha. Cảm ơn Ngài, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúng con giờ này đến với Ngài và cầu nguyện. Chúa ơi, anh em chúng con ở khắp mọi nơi, anh em chúng con đang hướng lòng về Ngài để cầu nguyện giờ này. Và con cầu xin Cha trong danh Chúa Giêsu, hãy thăm viếng anh chị em con tại chỗ anh chị em con đang ngồi, tại phòng làm việc, tại nơi nhà, tại nơi bất cứ nơi đâu, bằng bởi cốc bất cứ phương tiện gì anh chị em con kết nối với Hội Thánh Nhà Môn Dân giờ này để nghe lời Chúa. Cha hãy đến ban phước cho anh chị em con. Con cầu xin cơn gió của Đức Thánh Linh thổi đến và làm mát mẻ linh hồn anh chị em con giờ này. Con cầu xin mưa của Thánh Linh đến để làm tươi mới linh hồn anh chị em con giờ này. Con cầu xin Chúa sức dầu mới cho ông bà anh chị em con giờ này, để ông bà anh chị em cảm thấy được dễ dàng, được tiện nghi, được trơn tru trong tất cả mọi việc trong đời sống của mình. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu, xin Ngài mặc áo choàng quyền phép, áo choàng được sức dầu cho anh chị em con, để anh chị em con cảm nhận được sự ấm áp của Chúa ngay thời giờ này, sự an ủi, sự nâng đỡ của Chúa ngay thời giờ này. Con cầu nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa ơi, con cầu nguyện để mỗi một ông bà anh chị em con, những ai đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, đều được Chúa Thánh Linh thăm viếng ngay bây giờ. Đều được Chúa Thánh Linh thăm viếng ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện. Ô Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho ông bà anh chị em được sự rơ chạm của Chúa ngay thời gian này. Mỗi một linh hồn được sự rơ chạm của Chúa ngay thời gian này. Mỗi một linh hồn được kết nối một cách mật thiết với Chúa ngay thời gian này. Mỗi một linh hồn được sức dầu mới của Chúa ngay thời gian này. Mỗi một linh hồn được ở dưới cơn mưa mát mẻ của Thánh Linh giờ này. Mỗi một linh hồn được mặc lấy áo tròn đầy dãy quyền phép giờ này, để được ấm áp, được tiện nghi. Ô, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận. Hãy đón nhận gió của Thánh Linh, hãy đón nhận hơi thở của Thánh Linh trên anh chị em giờ này, đem lại sức mới, sức mới, sức mới, sức mới. Tôi tuyên bố toàn thể anh chị em được sức mới ngay giờ phút này, được sức mới sau một ngày làm việc, được sức mới giờ này để nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cha ơi, hãy đụng chạm ông bà anh chị em con. Cha ơi, hãy đổ đầy ông bà anh chị em con. Cha ơi, hãy nâng đỡ ông bà anh chị em con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cầu nguyện giờ này.
Mỗi một người hãy mở môi miệng mình ra và cầu nguyện giờ này. Mỗi một người hãy mở môi miệng mình ra và cầu nguyện giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. 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 Tôi muốn ông bạn chị em hãy thưa với Chúa. Chúa ơi, con cần Ngài mở trí để con ngày càng hiểu sâu hơn lẽ thật của Ngài. Con muốn mời Ngài đến với con và mở tâm linh con ra để hiểu được sự mầu nhiệm của luật pháp Ngài. Vì luật pháp Ngài là thánh, nhưng con đang sống trong một con người bị giới hạn bởi thể chất, bởi tâm trí thể chất. Cho nên chúng con không thể hiểu được lời thánh của Ngài bằng tâm trí và logic bình thường. Cha ơi, hãy mở tâm linh con bằng quyền phép của Thánh Linh. Hãy cho tâm trí con tràn ngập tâm trí của Đấng Christ. Ông bạn cho em hãy cầu nguyện nè. Hãy cầu nguyện như tôi vừa nói. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, hãy cầu nguyện. Oh hallelujah, con mời gọi thần của Ngài đến và nhậm lời cầu nguyện của anh em con. Linh khôn ngon mặc khải đến trên anh em bạn trên con giờ này. Xin con mắt của lòng anh em được chiếu sáng, được bật sáng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, để sự hiểu biết đến trên bạn trên giờ này trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Mỗi một người hãy cầu nguyện nè. Mỗi một người hãy thưa với Chúa. Mỗi một người hãy thưa với vị giáo sư trọn đời của mình là Đức Thánh Linh. Mỗi một người hãy thưa với Chúa rằng anh em cần đầy dạy Thánh Linh, anh em cần sự rơ chạm Thánh Linh, anh em cần sự bày tỏ của Thánh Linh để có thể nghe, hiểu, vâng phục và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin nói với anh chị em rằng nếu chúng ta không đầy dạy Thánh Linh, chúng ta không thể nào có khả năng sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe, hiểu nhưng mà không thể làm theo, sống theo được. Chúng ta cần nhờ cậy Thánh Linh để sống theo lời của Đức Chúa Trời. Bạn cho em hãy cầu nguyện nào. Lạy Chúa, hãy giúp con đầy dạy Thánh Linh, hãy giúp con uống Thánh Linh giờ này, hãy giúp con biết cách để làm cho mình đầy dạy Thánh Linh mỗi ngày. Và Chúa ơi, con muốn sống theo lời của Ngài. Bạn cho em hãy cầu nguyện nào, cho con hiểu, nghe, hiểu, làm theo, vâng phục và làm theo. Chúng ta hãy cầu nguyện nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 oh hallelujah. Những ai có tiếng mới hãy cầu nguyện tiếng mới giờ này. Tôi cảm nhận rằng trong linh rằng hãy cầu nguyện trong tiếng mới giờ này để tâm thần anh chị em được gây dựng. Oh hãy cầu nguyện trong tiếng mới giờ này. Tôi tuyên bố rằng Thánh Linh thăm viếng ông bạn chị em, Thánh Linh đầy dẫy ông bạn chị em, Thánh Linh ngập tràn ông bạn chị em. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục cầu nguyện. Không cần cầu nguyện to tiếng, nhưng cầu nguyện nhẹ nhàng, cầu nguyện một cách yên tĩnh sâu lắng để lắng nghe sự mách bảo, lắng nghe sự rờ chạm, lắng nghe sự an ủi ấm áp của Chúa Thánh Linh trên linh hồn bạn trên giờ này. Tôi muốn ông bạn trên có khả năng để nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhận biết sự rờ chạm, sự an ủi của Đức Chúa Trời, nhận biết những chuyển động của Thánh Linh trên linh hồn bạn trên giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng mỗi một bạn trẻ đang nghe và ảnh hưởng với giọng nói này, thì mỗi giác quan của bạn trẻ được mở ra cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hãy mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi cầu nguyện. Mỗi giác quan anh chị em hãy mở ra cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này. Hướng giác được mở ra, vị giác được mở ra, thị giác được mở ra, thính giác được mở ra, những cảm nhận bên trong được mở ra. Mở ra cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi Ngài hiện diện, anh chị em biết Ngài hiện diện. Khi Ngài phán, anh chị em nghe được Ngài phán. Khi Ngài có mặt ở đó, anh chị em thấy Ngài có mặt ở đó. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi nói mỗi một người hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một bạn trẻ hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận sự thăm viếng, đón nhận sự khai mở, đón nhận sự chuyển giao, đón nhận sự sức dầu mới trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah, trong danh Chúa Giêsu quyền năng đón nhận. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài Chúa, chúc tụng Ngài Chúa, tôn kính Ngài Chúa trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ông anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, giúp con nhận biết Ngài, giúp con cảm nhận được Ngài, giúp cho tâm linh con nhạy bén với sự hiện diện của Ngài.
Hãy giúp con luôn luôn nhạy bén với sự chuyển động của Thánh Linh Ngài, để giúp con bước đi nương theo những sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày trong cuộc sống anh và chị em. Hãy cầu nguyện điều đó nè. Mỗi một người hãy cầu nguyện điều đó nè. Tôi chúc phước cho anh và chị em được khả năng để bước đi một cách rất mật thiết với Thánh Linh mỗi ngày, bước đi một cách mật thiết với chính Đức Chúa Trời của ông bạn chị em bởi quyền năng của Thánh Linh ngay trên đất này. Ông bạn chị em được tạo dựng cho điều đó. Hãy nhớ rằng bạn chị em được tái sanh cho điều đó. Ông bạn chị em được tái sanh để sống cùng với Đức Chúa Trời mỗi giây trong cuộc sống của mình. Cho nên hãy luôn luôn ý thức rằng ông bạn chị em đã kết nối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sống trong bạn chị em. Ông bạn chị em đi đâu, Đức Chúa Trời ở đó. Đức Chúa Trời ở chỗ nào, ông bạn chị em có mặt ở chỗ đó. Ôi Chúa Giêsu ở đâu thì anh em ở đó với Ngài. Đó là lời hứa của Ngài. Amen ha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi muốn bạn cho em luôn ý thức sự hiện diện của Chúa bên cạnh mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy đón nhận khả năng này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận khả năng này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người lấy đức tin đón nhận khả năng này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Còn cảm ơn Ngài Chúa. Ô hallelujah. Ngợi khen Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, trong danh Giêsu chúng con cảm ơn Ngài vì bài học buổi tối hôm nay. Con mời gọi thần của Ngài ở cùng với chúng con. Con mời gọi thần của Ngài hãy đổ đầy và ban phước cho tất cả chúng con. Người nghe cũng như người nói hôm nay sẽ được tràn đầy sự thăm viếng của Chúa, tràn đầy những con người nhận sự chữa lành từ Chúa, tràn ngập những con người nhận sự giải cứu từ Chúa, tràn ngập những con người có sự tự do bởi lời của Ngài trong buổi tối hôm nay. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì điều đó. Con ngợi khen Ngài vì điều đó. Con chúc tụng Ngài vì điều này. Vinh hiển thuộc về Ngài. Phước hạnh thuộc về chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài Chúa. Cha hãy ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em con trong thời giờ quý báu này. Con tạ ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài. Amen Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đang có mặt trên live stream để học bài học thứ 6 của loạt bài Đời Sống Không Bệnh Tật. Bài học hôm nay có tựa đề là ý thức về địa vị công chính của chúng ta. Hay nói nôm na là tại sao cái địa vị công chính của chúng ta mang yếu tố quyết định, hoặc là yếu tố quyết định trong cái đời sống khỏe mạnh siêu nhiên của mình. Tôi nghĩ rằng chủ đề này sẽ đem lại sự khích lệ cho tất cả các bạn chị em. Và như thường lệ, tôi xin ông bạn chị em hãy đồng công cùng tôi để chia sẻ lời của Đức Chúa Trời trên khắp mọi nơi. Và mỗi một người chúng ta dành ra một phút để bấm nút chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và tất cả những trang, những nhóm, những cái hội nào mà ông bạn chị em có tham gia, hãy chia sẻ lời của Chúa. Chúng ta chia sẻ như vậy có nghĩa là chúng ta đang vải hạt giống của Đức Chúa Trời ra khắp mọi nơi. Và dù người ngủ hay người thức thì hạt giống vẫn cứ mọc. Chúng ta không thể biết được, phải không ạ? Ai đó có thể được cứu qua sự chia sẻ của ông bạn chị em. Và ngày sau trên thiên đàng, người ta sẽ chạy đến và người ta sẽ nói với ông bạn chị em: ô anh chị có nhớ không, ngày hôm đó tôi vô tình đọc được một bài chia sẻ của anh chị em trên Facebook của tôi, trên Instagram của tôi, trên Zalo của tôi, và tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Ngày sau cùng anh chị em có thể đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mà hiện nay anh chị em không ý thức được việc mình làm. Giống như trong sách truyền đạo nói, khi mình rải bánh ra thì chúng ta không biết được điều gì nó xảy ra cho mình vào ngày sau, hoặc là nó có thể trở lại cho chúng ta một cái phước hạnh rất là lớn. Cho nên bạn chị em ơi, hãy giúp tôi chia sẻ nó ha, trên trang cá nhân của mình. Cảm ơn Chúa và nguyện Chúa ban phước cho bạn chị em vì hành động quý báu này. Rồi, cảm ơn Ngài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào bài học. Bước vào bài học ha. Rõ ràng bây giờ mình nói cái chuyện liên quan đến cái đời sống không bệnh tật, nghĩa là chúng ta đang nói đến cái sự chữa lành, một cái sức khỏe siêu nhiên. Thì liệu cái địa vị công chính mà chúng ta bàn hôm nay đó, nó có ảnh hưởng hay nó có liên quan gì đến cái chủ đề của chúng ta hay không? Theo tôi nghĩ rằng nó liên quan. Bởi vì trong sách Gia Cơ chương 5, khi ông bạn cho em đọc sẽ thấy, khi sứ đồ Gia Cơ nói rằng nếu có ai bệnh tật hãy mời trưởng lão đến sức dầu và cầu nguyện. Đúng không ạ? Sức dầu và cầu nguyện.
Thì ông mới nói thêm một câu để khích lệ rằng lời cầu nguyện của người công bình, hay nói nôm na là người công bình lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện thì thật có linh nghiệm nhiều. Như vậy thì sự linh ứng của lời cầu nguyện chúng ta hay quyền năng của lời cầu nguyện chúng ta, nó có liên quan trực tiếp, mật thiết, khăng khít với cái sự công chính mà chúng ta có. Người không công chính thì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời sắp mặt Ngài và không có nghe lời cầu nguyện. Chúa sắp mặt mình với kẻ ác, nhưng mà Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Anh chị thấy không? Kinh Thánh rất là nhiều lần nói điều đó. Và dĩ nhiên rồi, sự chữa lành của chúng ta, sự giải cứu của chúng ta, sức khỏe siêu nhiên của chúng ta có được là từ Chúa ban cho, qua cái sự cầu xin, qua cái sự thờ phượng, qua cái lời nói của chúng ta trước mặt Chúa. Như vậy thì cái địa vị công chính nó quyết định cái kết quả của đời sống cầu nguyện. Mà đời sống cầu nguyện thì nó đem đến cái sự chữa lành, sự giải phóng, sự tự do. Vì vậy anh chị em, chủ đề về cái địa vị công bình rất quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta, và nó liên quan trực tiếp đến sự chữa lành bệnh và sức khỏe siêu nhiên. Sự hiểu biết về địa vị công chính của chúng ta trong Đấng Christ là điều cần thiết để tôi và bạn chị em có một đời sống tự tin và đắc thắng trong Đấng Christ. Sự công chính là bản chất của Đức Chúa Trời, và một khi được ban cho tâm linh con người thì nó sẽ tạo ra sự công chính của Đức Chúa Trời trong tâm hồn của người đó. Nó mang lại cho con người cái địa vị được đứng cùng Đức Chúa Trời ở trong nước của Ngài, một cái địa vị đúng đắn ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và khả năng của con người đó có thể đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không có cảm giác tội lỗi, mặc cảm tội lỗi hay là cảm giác bị lên án. Cái địa vị công chính này nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có nó, chúng ta không thể nào đứng một cách tự tin trước sự hiện diện của Chúa được. Hay là chúng ta cầu nguyện một cách chắc chắn, một cách đầy tin quyết ở trước mặt Chúa được. Đây là điều mà cái sự công chính này là điều mà tấm lòng của mỗi một con người trên trái đất này nói chung á, họ không ngừng khát khao. Nó không ngừng khát khao. Và anh chị em biết không, cái điều bí mật rất bí mật, rất màu nhiệm, đó là cái địa vị công chính, cái sự công bình này chỉ được tìm thấy ở trong Chúa Giêsu thôi. Và một cái lẽ thường tình mà chúng ta muốn giải thích ở đây, tại sao trên trái đất này có quá nhiều những tôn giáo khác nhau. Thật ra đó, những tôn giáo này nó được khai sinh bởi cái tấm lòng khát khao công chính của con người. Cái sự khát khao công chính, khát khao một cái địa vị thánh khiết, một cái sự công bình, một cái sự gọi là an lạc ở trong tâm hồn, nó thúc đẩy con người ta tìm kiếm đến và nảy sinh, phát sinh ra rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Nhiều người muốn đứng một cách không sợ hãi trước mặt, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình. Rất nhiều người muốn điều đó, chứ không phải chỉ riêng gì chúng ta đâu anh chị. Nhưng cái cảm giác bất khiết, phải không ạ? Bất khiết nó khiến cho con người ta lảng tránh và cảm giác không xứng đáng đã bao trùm lên họ, khiến cho họ kết luận rằng không ai có thể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cái cảm giác này thật ra đó, nó kế thừa từ Adam và Eva sau khi họ sa ngã. Anh chị em nhớ câu chuyện khi Adam Eva sa ngã trong vườn Eden thì ngay lập tức họ ẩn mặt khỏi Đức Chúa Trời vì họ sợ. Họ sợ, họ biết rằng họ phạm tội, họ biết rằng họ đã không vâng lời Chúa, họ biết rằng có một cái gì đã bất ổn trong lương tâm của họ, cho nên họ không còn dám đứng trước và nói chuyện một cách nó thân mật, cởi mở, gần gũi với Đức Chúa Trời nữa. Và Adam Eva đã lẩn trốn ở trong bụi cây. Thì cái cảm giác của con người nói chung ngày hôm nay đó, trước mặt Chúa đó, họ kế thừa cái điều này từ cái bản chất của Adam. Nhưng mà ngày nay thì cái lẽ thật được khai mở ở trong Chúa Giêsu đó có thể thắng hơn cái cảm giác này. Khi anh em và tôi được tái sanh thì cái sự công chính của Đức Chúa Trời lập tức trở thành cho chúng ta, trở thành cho chúng ta ngay lập tức, chứ không phải đợi bao nhiêu lâu đó mình cố gắng. Phải cái địa vị công chính, cái sự công chính của Đức Chúa Trời lập tức nó trở thành cho mình ngay lúc anh em được tái sanh. Cô-rinh-tô 2 chương 5
câu 19 đến câu 21 chép như thế này. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho con người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi đọc lại câu 21 ha. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Anh chị em có biết là cái sự công bình đã được Đức Chúa Trời dự trù cho cả thế giới không ạ? Đây là sự thật mà rất khó chấp nhận. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời bởi con Ngài, Đức Chúa Trời đã dự trù cái sự công chính đó cho toàn thể loài người trên thế giới. Tức là ai cũng có cơ hội và ai cũng có thể trở thành người công chính trước mặt Chúa. Và điều kiện là phải chấp nhận của lễ hy sinh của Đấng Christ. Điều kiện chỉ có vậy thôi. Ai cũng có thể cả. Đức Chúa Trời đã làm hòa giải cả thế giới với chính Ngài, trong khi không còn kể những vi phạm của họ mà chống lại tại họ, những cái tội lỗi, những cái điều họ làm, phải không ạ? Vậy này, trước khi chúng ta được tái sanh, trước khi chúng ta được tái sanh, thì Đức Chúa Trời đã tạo sẵn sự công bình cho chúng ta rồi. Ngài dự trù hết rồi. Giống như là trước khi bạn sinh con, đúng không ạ? Thì bạn đi mua quần áo, tã lót, xe đẩy, rồi nơi nằm, rồi đủ thứ ngày chúng anh chị em chuẩn bị sẵn rồi. Và ngày sinh con, ngày anh em bế con về là có sẵn mọi thứ. Thì cũng như thế, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn, tạo sẵn sự công bình cho chúng ta trước khi chúng ta tái sanh, và chờ chúng ta tái sanh thì Ngài đem điều đó, Ngài đặt vào trong tâm linh của chúng ta. Anh chị em nghĩ Ngài đã đánh giá chúng ta cao đến mức mức nào khi mà Ngài làm cho chúng ta được tái sanh? Anh chị em thấy không ạ? Ngài đã chuẩn bị hết rồi. Cho nên Chúa Giêsu, Ngài đã tạo ra, Ngài đã xuống trần này, không ạ? Ngài giáng trần này để trở thành tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội trở thành công bình trước mặt Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cái sự dự trù, trù bị của Đức Chúa Trời. Và mọi tín đồ, tôi nghĩ cần phải biết và vận dụng sự công bình này. Chắc chắn cái điều này nó quan trọng lắm. Nếu anh em muốn sống một đời khỏe mạnh, một sức khỏe siêu nhiên, anh chị em phải ý thức và hiểu thấu đáo về điều này. Điều này cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ đi tiếp ha. Nhưng cái ý thức ấy, nó quan trọng còn hơn cái kiến thức về cái sự công chính. Ý thức mình là người công chính ấy, anh em hiểu ý tôi muốn nói không? Cái ý thức mình là người công chính ấy, nó còn quan trọng hơn cái kiến thức hay cái sự học hiểu biết về cái sự công chính. Ý thức. Vì cái ý thức về sự công chính nó khiến anh em sống như người công chính, hành xử như người công chính, nói năng như người công chính, không ạ? Và đối xử với mọi người, với thế giới này, với Đức Chúa Trời, với những con người, với tạo vật như một người công chính. Đó là tôi gọi là ý thức. Anh em có biết rằng là rất là nhiều người giàu có, không ạ? Nhưng mà cái ý thức của họ rằng họ là người giàu có không tồn tại. Họ vẫn nghĩ mình là một người nghèo khổ. Nhất là những người đột nhiên trúng số, nhất là những người đột nhiên lượm được cục vàng, ví dụ thế. Giàu lên trong vòng một đêm. Thì cái ý thức về cái sự nghèo khó nó vẫn còn nằm ở trong con người của họ, mặc dù họ có trong tay một đống tài sản. Và đó là lý do tại sao nhiều người rất nhiều có, những con người rất nhiều tiền của, nhưng mà ăn mặc rách rưới, hành xử như người ăn mày, hành xử như người ăn mày, và sống rất là không có sang, mà phải nói là rất là hèn hạ. Rất là nhiều tiền của nhưng mà không dám vô những chỗ sang trọng, không dám nói chuyện với người quyền quý sang trọng. Và đó là do cái gì anh chị? Do ý thức, không phải do cái khối tài sản của họ quyết định. Cho nên tôi mới nhắc lại rằng cái ý thức rằng mình là người công chính
nó còn quan trọng hơn cái kiến thức về cái sự công chính mà anh em học. Đây là cái chỗ cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho nên những cái người giàu có mà họ ý thức họ là người giàu có thì họ ra đường khác liền, nhìn là biết liền, họ ăn mặc lịch sự nè, họ tiêu xài theo kiểu người giàu có nè, họ nói chuyện theo kiểu người quyền quý nè, phải không ạ? Họ hành xử theo cái đẳng cấp của họ nè. Cho nên khi vì sao mà họ làm như vậy? Vì họ ý thức rằng họ là người sang trọng, chứ không phải họ là người nghèo khổ, hèn hạ, phải không ạ? Cho nên khi chúng ta học biết hôm nay, chúng ta ý thức được rằng mình là người công chính, anh chị em sẽ hành xử, nói năng, sống như người công chính, đúng cái bản chất của mình. Còn nếu anh chị em không ý thức được rằng mình là người công chính, mặc dù thực sự trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt thiên sứ, trước mặt các quyền lực của đời này thì anh chị em là người công chính, nhưng anh chị em sống và suy nghĩ như một tội nhân, như một tội nhân. Đây là lý do có nhiều con cái Chúa tôi nghe họ cầu nguyện như thế này: kính lạy Cha con trên trời, hãy thương xót con, vì con là một người tội lỗi, con là một tội nhân, Chúa hãy thương xót con. Con là một tội nhân, con là một người tội lỗi. Tôi nghĩ đây là một lời cầu nguyện hết sức sai lầm, bởi vì họ không ý thức được rằng sau khi họ tái sinh thì họ không phải là tội nhân, họ là người công bình, họ là người công chính. Anh em mình sau khi tái sinh là người công chính. Cho nên nếu mình không ý thức được điều này thì mình sai cả ngay trong lời cầu nguyện. Đó là nó thể hiện cái cách nghĩ của chúng ta. Okay, yeah. Nên khi Chúa Giê-xu trở nên cái của lễ cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, thì Ngài đã phá hủy sự giam giữ của tội lỗi trên cuộc sống của mỗi một chúng ta. Ngoài điều đó, Ngài làm gì nữa? Ngài phá hủy luôn cái ý thức về mình, chúng ta là một tội nhân. Anh em hiểu không? Ngài phá hủy luôn điều đó. Ngài khiến cho chúng ta được biến hóa, khiến cho chúng ta không còn nghĩ mình là một tội nhân nữa, khiến cho chúng ta được tẩy sạch lương tâm khỏi những điều ô uế dơ giấy bậy bạ mà mình đã làm trong quá khứ. Tức tắc nó được biến mất. Cho nên cái ý thức về tội lỗi là một quyền lực. Ý thức mình là một tội nhân là một quyền lực. Ý thức đó đã nằm trong Adam Eva từ vườn Eden, đã chuyển tải qua nhiều thế hệ đi vào trong cái phần bản chất của chúng ta, con người cũ. Nhưng ngay khi chúng ta được tái sanh thì quyền năng thập tự giá không những hủy phá quyền lực tội lỗi, mà quyền năng thập tự giá hủy phá luôn cái ý thức tội lỗi trong lương tâm của chúng ta. Anh em nắm điều đó ha. Hebrew chương 9 câu 14 chép như thế này: huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Tôi xin nhắc lại: thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết. Anh em thấy chưa? Huyết của Chúa tẩy sạch lương tâm chúng ta. Ý là nói về cái ý thức, ý thức về mình là một tội nhân, ý thức về mình là một người gớm ghiếc, ý thức mình là một người đê hèn, một người không thể chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời đã bị phá hủy. Và giờ này con người tái sanh đã bắt đầu có một ý thức rằng họ là người công chính. Ý thức tội lỗi còn tệ hơn chính tội lỗi nữa, thưa ông bà anh chị em. Nó có thể làm tê liệt lòng tự trọng của một người và làm cho đức tin của người đó trở nên vô giá trị và mất tác dụng. Anh em nghĩ đi, làm sao anh em có thể cầu nguyện truyền lệnh cho ma quỷ, truyền lệnh cho những điều tồi tệ một cách đầy tự tin, chắc chắn, đầy tự trọng, đầy quyền uy, khi mà mình vẫn ý thức mình vẫn là một người tội lỗi, một người tồi tệ, một người không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời? Khó lắm bạn chị em, rất khó, phải không ạ? Chính sự tội lỗi có ý thức này đã khiến cho cơ đốc nhân cảm thấy mình không xứng đáng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Anh ta thấy không ạ? Nó có thể không phải là kết quả của một tội lỗi cụ thể nào đó, có thể, nhưng mà nó là một cái nhìn chung, một cái nhìn bao quát
trong cái ý thức của con người, trong cái sự tiềm thức của con người, về con người thiếu đi cái khả năng hiểu biết về cái sự đứng trong sự hiện diện của Chúa. Người ta thiếu mất cái điều đó, người ta không còn cảm thấy rằng chắc chắn họ đang đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khi mà người đó còn ý thức rằng mình là một tội nhân. Anh chị em ha, đây là lý do tại sao mà ma quỷ đó nó sử dụng cái điều này như là một công cụ để chống lại toàn thể con cái của Đức Chúa Trời. Bởi khi nó có thể giữ một người trong cái tình trạng rằng lúc nào cũng nghĩ mình là một tội nhân, lúc nào cũng nghĩ mình là một người tồi tệ, một người bất khiết, một người không thể chấp nhận, một người mà hoàn toàn xấu xa. Nếu ma quỷ nó cứ giữ con người đó trong ý thức đó thì nó có thể tiếp tục hành hạ người đó hết lần này đến lần khác, không bao giờ chấm dứt. Anh chị em ạ, cho nên chúng ta cần hiểu cái địa vị công chính của chúng ta trong Đấng Christ nó quan trọng như thế nào. Sự công bình là bản chất của chúng ta và cũng là món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời. Bản chất mới của chúng ta là bản chất công bình. Anh chị em hiểu không? Bản chất cũ của chúng ta là bản chất tội lỗi. Anh em hãy ghi nhớ điều đó, bản chất ha. Ý thức cái sự công bình mang lại cho chúng ta điều gì? Sự giản dị. Nó giúp cho con cái của Chúa không sợ hãi, không biết sợ hãi. Một người biết quyền của mình và sẵn sàng kiên quyết theo đuổi cái quyền lợi đó trước mặt Chúa, đó là cái người mà ý thức rằng mình là người công chính. Hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao đây. Nếu anh chị em có thể đứng trước mặt Chúa mà không có cảm giác tự ti hoặc mặc cảm hoặc bị lên án, thì anh em có thể đứng trước sự hiện diện của ma quỷ và tất cả quyền lực của địa ngục cộng lại. Anh em hiểu ý tôi nói mà, tôi nhắc lại nha. Nếu anh em có thể đứng trước mặt Chúa mà không có bất kỳ cảm giác tự ti mặc cảm hay bị lên án, bị cáo trách hay bị kiện cáo gì cả, cái lương tâm anh em hoàn toàn trong sạch, thì anh em có thể đứng trước Satan và toàn bộ quyền lực của địa ngục cộng lại một cách đầy tự tin. Và khi anh em mạnh dạn, đức tin anh em rất hiệu quả và anh em có thể nói ra những lời đầy quyền năng. Đó là bí quyết. Cho nên ý thức về sự công bình nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả của những lời cầu nguyện của chúng ta rất là nhiều. Gia Cơ chương 5 câu 16 là câu kinh thánh mà nãy tôi vừa nói, phải không anh em ha? Và hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Anh em theo không ạ? Và Hebrew chương 11 câu 6 chép: vả không có đức tin thì chẳng thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kể đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Với ý thức về sự công bình thì anh em sẽ không hề dao động. Lý do chính khiến cho mọi người dao động là vì sao? Vì họ thiếu tin tưởng vào lời cầu nguyện của họ. Họ không biết chắc rằng liệu Chúa có nghe không. Đang cầu nguyện nhưng mà trong đầu nghĩ: chà, không biết Chúa có nghe cái nhầm lời mình không. Vì họ thiếu tin tưởng, họ thiếu sự tin chắc, thiếu sự vững vàng. Gia Cơ chương 1 câu 6 câu 8 có cảnh báo về điều đó. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đồng đưa đi đây đó. Và người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em thấy không ạ? Đây là chỗ quyết định cho các cơ đốc nhân đứng được hay là gục ngã. Đó là họ có ý thức hay không và cái địa vị công chính của mình. Satan không buộc tội cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời đâu. Nó không phải như thời Cựu Ước đâu. Thời Tân Ước nó làm khác. Nó không đến trước mặt Chúa được nữa, nó bị đạp xuống rồi. Cho nên nó không đến trước mặt Chúa để nó buộc tội con cái của Chúa được. Nhưng nó sẽ đến với từng con cái của Đức Chúa Trời, nó đến với từng người và nó cố gắng khiến cho bạn gục ngã bằng cách ném những cái mũi tên nghi ngờ vào trong tâm trí của anh em. Nó gieo vào trong tư tưởng này những cái điều nghi ngờ
Và những cái điều mà nó gieo đó đó luôn 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 có ý định là làm suy yếu cái cảm giác về sự công chính, làm suy yếu về cái cảm giác rằng bạn xứng đáng để nhận mọi điều tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Nó làm suy yếu cái đó. Và rất nhiều con cái của Chúa vấp chỗ này, không ạ? Cầu nguyện theo lời hứa của Chúa, nhưng mà đồng thời lại nghĩ rằng ôi Chúa ơi, con không xứng đáng, con không xứng đáng để được Chúa chữa lành, con không xứng đáng để được Chúa ban phước, con không xứng đáng để được Chúa giải cứu, con không xứng đáng để có sự bình an, con không xứng đáng để có sự vui mừng. Luôn luôn bị cái cảm giác này nó hành hạ. Bởi vì có thể trong ý thức của anh em không bao giờ nghĩ rằng mình là người công bình, không bao giờ nghĩ rằng mình là người được Đức Chúa Trời mua chuộc và trở nên công bình trong bản chất nhờ Chúa Giê-xu. Vẫn nghĩ mình là một tội nhân xấu xa, vẫn nghĩ mình là một người như bao người chưa có Đức Chúa Trời ngồi kia, vẫn nghĩ mình là bản chất cũ của Adam. Và bằng cách đó Satan đã lừa anh chị em, lừa anh chị em, và nó đã làm cho chúng ta bị phân tâm trong cái sự cầu nguyện của mình, không ạ? Chúng ta hãy xem nè, sứ đồ Phi-rơ có thể nói với người què ở cổng đẹp của đền thờ một cách rất tự tin, không ạ? Ông nói sao? Nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Công vụ chương 3 câu 6. Vì sao ông nói một cách đầy tự tin như thế? Khi anh em đọc câu kinh thánh này, anh em có cảm nhận được cái sự tự tin chắc chắn của Phi-rơ không? Là một người mà trước đó không lâu đã chối Chúa tới 3 lần, nói rằng tôi không biết Chúa Giê-xu là ai 3 lần, phải không ạ? Nhưng bây giờ ông đã nhìn thẳng vào một người què ở cổng đẹp và ông nói một cách tự tin rằng nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Điều gì ta có ta cho người. Tại sao ông nói được điều đó? Vì bởi vì ngoài sự hiểu biết của ông về quyền sử dụng danh Giê-xu, thì ông cũng ý thức được rằng cái địa vị mới của ông trong Chúa. Ông bây giờ là người công chính, không phải là người chối Chúa. Ông bây giờ là người đã được tha thứ, được tái sanh, không phải là người chối Chúa. Ông là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông có địa vị rất là cao trọng ở trong nước trời, và ông được đứng ở trong một cái vị trí mà Đức Chúa Trời chỉ định ông. Ông là sứ đồ trong thân thể của Đấng Christ. Ông biết điều đó, phải không ạ? Cùng một thể ấy, sứ đồ Phao-lô có thể nói với con quỷ bói khoa trong cô gái một cách không sợ hãi đâu á. Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mình phải ra khỏi người đàn bà này. Anh em đọc công vụ chương 16, câu 16-18 sẽ thấy ha. Vì sao ông nói như vậy? Bởi vì ông ý thức được vị thế xứng đáng của mình với Đức Chúa Trời. Phao-lô bây giờ không phải ông cứ nghĩ ông là người giết các cơ đốc nhân, ông là người tàn sát hội thánh, ông là một người đầy tội lỗi, ông không sống với điều đó nữa. Tất cả sự cũ đã qua, này mọi sự đã mới. Ông ý thức được rằng ông bây giờ là người công chính, người được Đức Chúa Trời chấp nhận, yêu thương và ban cho năng quyền, ban cho địa vị mới là một sứ đồ công bình ở trong Đấng Christ. Cho nên ông nói một cách đầy tự tin. Ma quỷ nó phải im lặng và trục xuất đi. Ma quỷ nó cũng không thể nào nó nói ôi tại sao ngươi lại truyền ta, ngươi là người giết người, người chối Chúa, người là chống nghịch lại Chúa mà ngươi lại truyền ta. Mà ông nói vì nó hiểu rằng các sứ đồ này biết họ là ai trong hiện tại. Quá khứ không quan trọng, hiện tại là ai mới là điều quan trọng, anh chị em ha. Và chúng ta cũng hãy nhìn xem Chúa Giê-xu này. Chúa Giê-xu chúng ta, Ngài phán với cây cối, đúng không? Mát chương 11 anh chị em thấy ha. Ngài phán cho cây vả thì cây vả khô từ gốc cho đến ngọn đó. Ngài phán cho biển cả trong Mát chương 4 thì biển cả im lặng như tờ. Ngài phán cho ma quỷ trong Mát chương 1 câu 1 câu 13 là cái người điên đó, ma quỷ phải run sợ gieo mình và nhập vô bầy heo và lao hết xuống biển. Ngài phán cho gì? Cho cả những thứ có tri thức, có sự hiểu biết, và cả những thứ vô tri vô giác nữa đều hành động hết. Tại sao? Tại vì Ngài đến từ Đức Chúa Trời và Ngài là một với Đức Chúa Trời. Ngài hiểu Ngài là ai đó, anh chị em. Cho nên ngay cả trong Cựu Ước, anh chị em thấy không phải nói gì đến Tân Ước này, như Giô-suê đi chẳng hạn, nhờ ông có mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Mà ông đã ra lệnh cho mặt trời mặt trăng phải đứng yên cho đến khi ông đánh thắng quân thù. Anh em đọc trong Giô-suê chương 10 câu 12-13 anh em thấy điều đó. Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân Amorit cho dân Israel
thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Israel mà rằng: hỡi mặt trời hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn, hỡi mặt trăng hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn. Mặt trời bèn dừng lại, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù với nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia Sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời và không vội lặn, ước tròn một ngày. Anh chị em thấy không? Giô-suê là người chưa được tái sanh, ông chỉ tự tin vào mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời thôi. Thế thì còn chúng ta, tôi hoàn toàn chăm thì sao? Anh chăm nghĩ đi. Đức Chúa Trời nói với dân Israel rằng họ sẽ không chịu bệnh dịch nào của xứ Ai Cập cả. Nếu Ngài có thể nói điều này với họ là những người chưa được tái sanh, còn chúng ta là người tái sanh, là người công bình của Ngài thì sao? Ngài sẽ nói gì với chúng ta đây? À, chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Cho nên tôi có thể khẳng định rằng Chúa không muốn chúng ta bước đi trước mặt Ngài một cách rụt rè, rón rén, và hy vọng một ngày nào đó Ngài chữa lành cho mình. Chúa không muốn điều đó đâu, trong khi Ngài đã làm xong mọi sự cho chúng ta trên thập tự giá. Cho nên Đức Chúa Trời không bao giờ muốn thấy con cái Ngài có một cái thái độ rụt rè, rón rén, hy vọng rồi nói rằng trước mặt Ngài rằng: Chúa ơi, nếu Ngài muốn thì Ngài chữa cho con, còn Ngài không muốn thì thôi, con sẽ vác thập tự giá này theo Ngài. Chúa không muốn nghe lời đó một chút nào trước mỗi con cái của Ngài, phải không? Vì Ngài nói rằng Ngài làm xong rồi, Ngài muốn chúng ta không sợ hãi, hãy mạnh dạn tuyên bố, nhấn mạnh và đón nhận sự chữa lành mà Ngài đã dành cho chúng ta vì cớ cái địa vị mới mà chúng ta có trong Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem một chút trong cựu ước của ông vua Ê-xê-chia đi. Sau khi Ê-sai truyền cho ông một cái thông điệp rằng ông sẽ chết vì bệnh, thì Ê-xê-chia ông làm gì? Vua Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện Chúa. Sau đó thì chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của ông có kết quả. Đức Chúa Trời đã sai Ê-sai quay lại nói với Ê-xê-chia rằng Chúa sẽ cho ông sống thêm 15 năm. Mà rất nhiều con cái Chúa không có biết chi tiết về cái lời cầu nguyện của ông vua này. Chúng ta cần phân tích, cần đọc cái lời cầu nguyện của ông vua này. Ông đã nói gì với Chúa khi ông nằm trên giường bệnh? Chúng ta đọc đó trong Ê-sai chương 38, không ạ? Câu 16 đến 19. Đây là lời chép của Ê-xê-chia vua Giu-đa khi đã lâm bệnh và đã được lành bệnh. Ông cầu nguyện như thế này nè: hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó, thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi khiến tôi được sống. Này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi cũng chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Anh em thấy lời cầu nguyện của ông vua Ê-xê-chia không? Đây không chỉ là một cái tiếng kêu thảm thiết, một cái tiếng kêu gọi là tuyệt vọng của một cái người bệnh tật trầm kha bị chà đạp trước cái sự thập tử nhất sinh, không ạ? Vô vọng, không phải đâu. Chúng ta đọc câu 20 xem ông nói nè: Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Mặc dù ông nằm trên giường bệnh, nhưng mà khi ông cầu nguyện thì ông đã thấy mình được chữa lành. Ông bị khi ông cầu nguyện, ông không phải là người tuyệt vọng và chán nản. Ông đang ngợi khen Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của mình vì thấy mình đã được chữa lành. Anh em thấy không? Đó là lý do tại sao mà Ê-sai trên đường về thì Đức Chúa Trời gọi giật ông lại và báo cho Ê-xê-chia biết rằng Ê-xê-chia được sống thêm 15 năm nữa. Không ạ? Trước đó Đức Chúa Trời đã nói rằng Ê-xê-chia, người chuẩn bị chết đây, người bệnh này phải chết đây. Nhưng mà vì lời cầu nguyện này, vì cái sự tự tin này, vì một cái đức tin sắt nước này, đức tin của một người nằm trong giường bệnh sắp chết này, đã khiến cho Chúa phải đem Ê-sai quay trở lại và báo cho ông biết rằng ông sẽ sống tiếp 15 năm nữa. Rõ ràng như vậy, không anh chị em ha? Cho nên anh chị em là sự công bình của Đức Chúa Trời.
thì anh em có thể nói với cơ thể của anh em, anh em có thể truyền lệnh cho cơ thể của anh em, anh em có thể ra lệnh cho nó phải sống, phải phục hồi. Nếu có ma quỷ quấy rầy trong nhà hoặc trong cái cơ thể của anh em thì hãy ra lệnh cho nó phải rút bàn tay của nó lại, bỏ bàn tay của nó ra khỏi đời sống anh em. Vì sao vậy? Vì anh em là sự công bình của Đức Chúa Trời, anh em là người công chính, anh em có quyền để nói điều đó. Cái quyền hạn đó nó nằm ở cái địa vị công chính của anh em. Cho nên anh em hãy sống trong ý thức về một cái địa vị vững vàng mà anh em có trong Chúa, để cho sự giản dị trong anh em nó trỗi dậy thường trực. Đó là ý thức. Cho nên một người ý thức được rằng mình là người công chính, người đó sẽ không gục ngã và tuyệt vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì người công chính dù ngã 7 lần thì Đức Giê-hô-va cứu người, nâng đỡ ngày dậy, cũng trỗi dậy. Người công chính gặp nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Anh em có nhớ những câu kinh thánh đó không? Vì vậy khi anh em biết và ý thức mình là người công chính, mình luôn dạn dĩ và luôn trỗi dậy trong mọi hoàn cảnh. Đó là cái chỗ mà tôi muốn hãy ý thức mình là người công chính của Đức Chúa Trời. Ý thức chứ không phải chỉ là những hiểu biết trên tờ giấy, không phải là những hiểu biết chúng ta đọc được ở đâu đó. Không, ý thức. Ý thức giống như nãy tôi kể câu chuyện, ý thức mình là người giàu có, chúng ta sẽ nói một cách sang trọng, hành động một cách sang trọng, cư xử một cách sang trọng, sống một cách sang trọng, phải không ạ? Nó phù hợp với cái địa vị của mình, ok chưa? Và sự công chính này nó trở thành cho anh em theo ba cách, theo ba cách. Một, đó là bản chất mới của anh em. Thứ hai, sự công chính này đã được Đức Chúa Trời dự trù trước cho anh em. Và cái thứ ba, sự công chính là một quà tặng miễn phí từ Chúa cho anh em. Tôi sẽ nói ba cái thứ này ha. Ê-phê-sô chương 4 câu 24 chép như thế này: và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Anh em chú ý cái từ là mặc lấy người mới. Người mới này là ám chỉ con người của anh em hiện nay. Sau khi anh em dâng đời mình cho Chúa Giê-xu, sau khi anh em được tái sinh thì Kinh Thánh nói anh em là người mới. Anh em đã được tạo ra trong sự công bình và sự thánh khiết thật sự. Anh em được sinh ra trong sự công bình và sự thánh khiết. Cho nên cái câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 51 mà David nói: mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi, nó không áp dụng cho con người mới của chúng ta. Chúng ta hiện nay được tái sinh rồi, chúng ta không hoài thai trong tội lỗi. Nhưng mà chúng ta được sinh ra trong sự công bình và sự thánh khiết. Đó là sự thật. Vì Ngài là thánh nên anh em và tôi cũng thánh. Vì Ngài là công bình cho nên anh em và tôi cũng là công bình. Giăng chương 1 câu 12 chém sao anh chị em: nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng sanh, phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Tôi vọng bà anh chị em được sanh bởi Đức Chúa Trời, sanh ra trong sự công bình, sanh ra trong sự thánh khiết thật sự của Đức Chúa Trời. Đó là chỗ mà chúng ta cần phải nắm. Đó là bản chất của chúng ta. Đừng bao giờ để cho ma quỷ làm suy yếu cái ý thức này đối với mỗi một con cái của Chúa, mỗi một chúng ta. Đừng bao giờ để cho ma quỷ nó làm bất cứ thứ gì, lừa dối bất cứ kiểu gì mà anh em nghĩ rằng mình không phải là người công chính. Đó là cái sự lừa dối. Sự công bình đã được Đức Chúa Trời dự trù trước cho anh em. Chúng ta đọc trong Roma chương 4 câu 3 và câu 23, 24 chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh có dạy chi: Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Anh em thấy không ạ? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người Abraham. Đúng chưa? Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình. Anh em thấy lạ không? Kinh Thánh nói là không phải chỉ vì Abraham mà có chép là đức tin của Abraham kể cho Abraham sự công bình. Không phải, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Cái chuyện mà Abraham được đồng đi với Chúa, tin Chúa rồi được kể công chính,
là cái sự mà Đức Chúa Trời giữ trụ cho chúng ta trong mai sau là hiện nay. Nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Anh em thấy chưa? Đức Chúa Trời vì chúng ta, Ngài đã dự trù sự công chính bởi đức tin của Abraham. Ngài dự trù. Và điều đó chết trong Kinh Thánh là vì cớ chúng ta nữa, để cho khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì sự công bình tương tự mà Ngài đã dành cho Abraham đó được truyền cho chúng ta. Cũng giống như sự công bình được coi là kết quả của đức tin Abraham, thì điều này cũng được thực hiện cho chúng ta khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, tin vào kết quả của sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta. Nên thấy không? Roma chương 5 câu 1 chép: vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta đã được tuyên bố là công bình vì những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá. Khi Ngài chết, chúng ta cũng chết. Khi Ngài được chôn, chúng ta cũng được chôn. Và khi Ngài sống lại, chúng ta cũng đã được sống lại. Như vậy, về mặt pháp lý, sự công bình nó phải thuộc về chúng ta. Đúng không ạ? Sự công bình của Đấng Christ nó thuộc về chúng ta. Tại vì khi Ngài chết, chúng ta chết. Khi Ngài chôn, chúng ta cũng chôn. Khi Ngài sống lại, chúng ta cũng sống lại. Chúng ta là một với Ngài. Roma chương 9 câu 31-32 chép: còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như cả chép rằng: nay ta để tại Sion một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn, làm cho vấp ngã, hãy ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Còn Roma chương 10 câu 3 thì chép gì? Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Đọc đến đây, tôi muốn anh chị em phân biệt giữa sự công bình của con người và sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình của Đức Chúa Trời định rằng những ai tin Chúa Giêsu thì đó là công bình. Còn sự công bình của con người thì họ nói rằng những ai làm những điều này thì công bình. Anh em hiểu không ạ? Giữ ngày Sa-bát nè, không ăn thịt heo nè, không trộm cướp, không tà dâm, không này không nọ không kia nè, vân 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 vân, công bình. Nó vô số những điều răn phải giữ, và giữ hết những điều đó thì công bình. Còn sự công bình của Đức Chúa Trời đơn giản gói gọn là ai tin Chúa Giêsu và được tái sanh, công bình. Anh em thấy chưa? Đây là sự khác biệt. Cho nên hiện nay Israel là quốc gia vẫn chưa nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, vì họ vẫn giữ luật pháp của Môi-se. Họ cày luật pháp Môi-se để xưng mình công bình. Nhưng sự công bình của Đức Chúa Trời không được coi là kết quả của việc làm của chúng ta. Bởi vì khi đó nó không còn là ân điển nữa, nhưng nó là tiền công mất tiêu rồi. Phải không ạ? Vì tôi thế này này nên tôi được công bình không? Mọi sự công bình của con người trước mặt Chúa như một cái áo nhớp bẩn thỉu. Esai chương 64 câu 6 chép như thế này: cho nên sự công bình đến với anh em vào thời điểm mà anh em tiếp nhận Chúa Giêsu, những gì Ngài làm trên thập tự giá cho chính mình. Anh em không cần làm bất cứ điều gì, không cần phải nỗ lực bất cứ điều gì, không cần phải tu tập rèn luyện bất cứ điều gì để được sự công bình. Abraham tin Chúa, ông được kể công bình. Và đó cũng giống như chúng ta, chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được kể là công bình. Và đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta. Có một điểm nữa như thế này tôi muốn nói, và anh em mình thậm chí không cần phải cảm thấy nó, không cần phải cảm giác nó. Anh em cũng không thể phụ thuộc vào cảm xúc của mình để biết mình có công bình hay không. Bởi vì anh em có thể cảm thấy mình rất thánh thiện vào một ngày nào đó, nhưng mà lại cảm thấy mình như một tội nhân ghê tởm vào ngày hôm sau. Anh em có bao giờ kinh nghiệm điều đó không ạ? Ôi hôm nay tôi thấy tôi đúng là nghĩa là công chính. Tôi cảm thấy tôi tuyệt vời trước mặt Chúa, tôi hoàn hảo trước mặt Chúa, rất là ok trước mặt Chúa. Nhưng ngày mai một vài biến cố nào đã xảy ra, và anh em lại bắt đầu cảm thấy mình là một tội nhân ghê tởm. Có chứ, phải không? Có nghĩa là chúng ta đã sống một cuộc sống lên xuống như sóng biển.
Hôm nay công bình, ngày mai tội lỗi, ngày mốt công bình, ngày kia tội lỗi. Và cứ như vậy, cảm xúc như vậy. Không phải. Tôi muốn nói rằng chúng ta không cần phải có cảm giác là mình công bình để trở nên công bình. Không phải đâu. Cũng như là anh em mình không cần phải cảm thấy mình là con người để trở thành con người. Anh em là con người, không quan trọng anh em cảm giác gì, có đúng không ạ? Mình không phải cần phải mỗi sáng thức dậy mà tôi cảm thấy tôi là con người, tôi là người, cho nên mình mới trở thành người. Đâu có. Anh em vẫn là người, cho dù anh em có cảm giác gì, không quan trọng. Và dù là một ngày nào đó, nói xin lỗi, nếu anh em mình cảm giác mình như một con bò thì cũng không biến mình thành con bò, mình vẫn là người, có đúng không ạ? Người là bản chất các bạn. Cho nên tôi muốn nói anh em, cái địa vị công chính, cái sự công chính của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho anh em là bản chất. Mà bản chất thì nó không liên quan gì đến cảm giác hết. Đây là chỗ mà nhiều con cái của Chúa hay vấp phải. Cứ theo cảm xúc của mình, cảm giác của mình. Và ma quỷ nó sẽ sợ mỗi anh em hết ngày này, hết lần này đến lần khác. Cho nên anh em hãy nhớ lại ha, sự công chính này là bản chất. Nó là bản chất, bản chất của con người mới. Khi anh em được tái sanh thì sự công chính, địa vị công chính của Đức Chúa Trời này nó ở trong anh em, nó dính chặt vào đời sống anh em, nó không thể tách rời được nữa. Anh em cảm giác gì không quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn nói anh em là người công chính, vì anh em có cái bản chất đó. Cho nên chúng ta đi tiếp ha. Sự công chính này là quà tặng miễn phí từ Chúa. Roma chương 5 câu 17 chép: và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho cái sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Thật là thú vị khi mà chúng ta được cai trị cuộc sống của mình, điều hành cuộc sống của mình, nó có liên quan liên kết đến món quà miễn phí của Chúa là sự công bình. Chúng ta được cai trị sự sống của mình trong sự công bình. Ô, đây là một điều diệu kỳ. Không, anh em ạ, sự công bình đã được ban cho chúng ta như là một món quà miễn phí ân điển từ Chúa. Anh em mình cũng không làm bất cứ điều gì, không tìm kiếm một cái gì, đạt một cái thành quả gì để có món quà này. Công bình không phải là thành quả do khổ luyện, hay cũng không phải là do công trạng gì đó để mình có nó. Đơn giản nó là một món quà miễn phí từ Chúa bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng mà mặc dù nó được ban cho chúng ta một cách miễn phí, chúng ta sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được sự cai trị trong sự công chính trong cuộc sống của mình cho đến khi anh em phải ý thức được rằng mình là người công chính. Thương trực ý thức được rằng là mình công chính. Anh em nhớ, tôi muốn nói một điều này để cho anh em hiểu rõ hơn cái ý tôi muốn truyền đạt. Anh em có để ý thấy là những người mà triệu phú, tỷ phú đó, khi mà họ sống, họ ý thức họ là một tỷ phú, một triệu phú, thì giả dụ trong một giai đoạn ngắn nào đó trên cuộc đời họ phá sản hết tất cả mọi tài sản, họ mất hết. Nghe anh em để ý thấy đi, họ lại trở nên triệu phú và tỷ phú rất là nhanh. Họ trở lại một con người gọi là giàu có rất là nhanh. Đây là một chỗ rất đặc biệt, anh em để ý sẽ thấy cái điểm này. Bởi vì giàu có sang trọng nó nằm trong ý thức của họ. Họ luôn nghĩ mình là người giàu có, cho nên dù họ có phá sản mất hết tài sản, họ cũng sẽ trở lại rất là nhanh. Và người ta đã làm một cái thí nghiệm như thế rồi, không ạ? Làm một cái thí nghiệm như thế, họ lấy một người triệu phú và một người nghèo khó, lúc nào cũng đi ăn mày ăn xin. Họ cho hai người đó một lượng tiền như nhau, bỏ hết tài sản đi, đến một thành phố xa lạ hoàn toàn và bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Thì một thời gian ngắn thôi, cái người mà triệu phú đó đó, với một số tiền, số vốn ban đầu hiếm hoi, nhưng mà sau một thời gian ngắn, ông đã trở nên triệu phú trở lại. Còn cái người mà ăn mày ăn xin kia tiếp tục ăn mày ăn xin. Cho nên ở đây tôi muốn nói là muốn cai trị trong sự công bình, mở rộng sự công chính, quyền năng của sự công chính, muốn cai trị trong sự sống đó, anh chị em phải ý thức được rằng mình là người công chính.
còn chính là bản chất, là bản chất mới của chúng ta, không ạ? Corinto nhất chương 1 câu 30 chép: và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đấng Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như cái lời chép rằng: ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Đấng Christ đã làm nên cho chúng ta sự khôn ngoan nè, sự công bình nè, sự thánh hóa nè và sự cứu chuộc. Và Ngài là sự công chính của chúng ta. Anh em thấy không ạ? Tất cả Đấng Christ và Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, Ngài đã làm tất cả cho chúng ta. Chúng ta được nhận và hưởng cai trị trong sự sống mới này. Ok chưa? Trong Ê-sai chương 32 câu 17 chép như thế này anh chị. Đây là cái chỗ chốt lại tại sao chúng ta cần phải ý thức về sự công chính. Tại sao sự công chính, ý thức về sự công chính, địa vị công chính mang yếu tố quyết định một đời sống đầy sức khỏe siêu nhiên, một đời sống chữa lành, một đời sống quyền năng, một đời sống có thể bước đi một cách dạng dĩ và chiến thắng quyền lực địa ngục. Đó. Tại sao? Vì sự công bình nó có tác dụng của nó. Trong Ê-sai chương 32 câu 17, anh chị em mở ra sẽ thấy: công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Ta đọc lại nha: công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Ê-sai chương 32 câu 17. Công việc của sự công bình, điều mà sự công bình đạt được và tạo ra trong chúng ta là sự bình an. Anh em thấy không ạ? Hiệu quả của nó, sự yên tĩnh và đảm bảo cho mình có một cuộc sống an ninh, an ổn, trường tồn. Và bây giờ anh em có biết Kinh Thánh nói gì nữa không? Và Chúa Giê-hô-va là Đấng Thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Ê-sai chương 30 câu 15. Anh em thấy không? Anh em liên kết giữa hai câu Kinh Thánh này sẽ thấy chính sự công chính sẽ cho chúng ta yên lặng và an ổn mãi mãi. Và khi mà chúng ta có cái sự yên lặng và yên ổn mãi mãi thì chúng ta làm gì? Chúng ta được yên nghỉ, được sức mạnh, chúng ta có năng lực ở trong Chúa. Nhưng tất cả chúng ta đều biết đó, không bao giờ có bình an trong bệnh tật. Một người bị bệnh tật không thể có bình an, phải không ạ? Không thể có bình an, đó là sự chắc chắn rồi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần ý thức về địa vị công chính của mình, vì nó sinh ra bình an. Thi Thiên 107 câu 17-18 chép: kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác của mình, lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn, họ đến gần cửa sự chết. Đức Chúa Trời chắc chắn không muốn con cái của Ngài, nghĩa là mỗi một chúng ta, sống trong tình trạng này. Tất nhiên là anh em có thể nhịn ăn kiêng ăn khi nào mình muốn, nhưng mà không nhất thiết chúng ta phải chịu quá nhiều sự kiêng cự vì có bệnh tật. Anh em thấy một số người bệnh tật không ạ? Không ăn thịt, không ăn cá được, không ăn thịt được, không ăn đồ tanh được, không ăn rau được, không ăn cái này, không ăn cái kia, không uống sữa được, không ăn đường được, thậm chí là phải ăn lạc, không được có tí muối nào, vân vân rồi vân vân. Anh em thấy nó có liên quan, lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn, họ đến gần cửa sự chết. Đó là hậu quả của bệnh tật. Vì vậy anh chị em, hãy để cho sự công bình phát huy hết tác dụng của nó trong đời sống của chúng ta, vì nó sẽ sinh ra bình an, an ổn mãi mãi, yên tĩnh trong tâm hồn. Đó là sức khỏe siêu nhiên chứ gì. Đó là đời sống không bệnh tật chứ gì. Chắc chắn rồi. Và điều này sẽ xảy ra khi bạn và tôi ý thức về địa vị công bình mà mình có trong Chúa. Phải ý thức mình là người công chính. Khi đó bệnh tật, ma quỷ và mọi quyền lực của sự chết sẽ cúi đầu trước chúng ta, vì chúng ta biết mình là ai, chúng ta biết mình có gì, và chúng ta biết mình có thể làm gì trong Đấng Christ. Amen bạn chị em. Cảm ơn Chúa. Tôi kết thúc bài học ở đây. Xin Chúa ban phước cho ông bạn chị em ha. Tóm lại, ý thức về địa vị công bình mà anh em có trong Chúa cực kỳ quan trọng. Nó quyết định
sự bình an, nó quyết định năng lực, nó quyết định cái sự mâu nhiệm của lời cầu nguyện của ông bà anh chị em, nó quyết định cái sống, một đời sống khỏe mạnh, một đời sống có sức khỏe siêu nhiên mà anh em có ở trong Chúa. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Cảm ơn Ngài. Tôi hy vọng những lời vừa rồi sẽ đem lại cho anh em một cái điều mới mẻ trong cái đời sống đức tin của mình. Và hãy nắm lấy nó, vì nó là tài sản của tất cả chúng ta. Những gì Chúa Giê-xu đã làm, đã ban cho, chúng ta hãy nắm lấy. Nắm lấy, hãy sống theo lẽ thật, nhận biết lẽ thật, vâng phục lẽ thật, thì lẽ thật sẽ khiến anh em được tự do. Amen. Cảm ơn Ngài. Và rồi bây giờ chúng ta, tất cả chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị đến giờ cầu nguyện. Các bạn, những anh chị em đau yếu, bệnh tật, những anh chị em đang gặp phải những nan đề, những khó khăn. Và căn cứ theo bài học buổi tối hôm nay, tôi muốn tất cả những anh chị em đang có những nan đề đó, hãy suy nghĩ lại một chút về chính mình. Hãy thực sự ý thức mình là ai trong Chúa. Hãy nói ra trước mặt Chúa. Hãy nói ra trước mặt các thiên sứ hiện đang ở trước anh em. Anh em hãy nói đi: tôi là người công chính. Tôi là người công chính. Tôi là một con người được tái sanh, là người mới bởi tôi tin Chúa Giê-xu. Tôi là người công chính, cho nên tôi có quyền, có địa vị cao trọng ở trong Đức Chúa Trời. Tôi có nhiều quyền lợi của tôi ở trong Chúa. Quyền lợi được sống khỏe mạnh, quyền lợi được chữa lành, quyền lợi được tự do, quyền lợi được đuổi quỷ, quyền lợi được sống một đời thịnh vượng chứ dật. Vì sao? Vì tôi là người công chính. Anh em hiểu không ạ? Anh em hãy cứ nhắc đi nhắc lại, hãy nhắc đi nói cho chính mình, phải không ạ? Cảm ơn Chúa, con là người công chính. Cảm ơn Chúa, con có địa vị công bình trước mặt Chúa. Con là người được tạo ra mới. Con là người bởi đức tin trong danh Chúa Giê-xu mà con được sự công chính của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự mâu nhiệm của Đức Chúa Trời, những điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời đã được đem vào người con qua Chúa Giê-xu Christ. Và vì con là người công chính của Đức Chúa Trời, nên con có quyền trên bệnh tật, con có quyền trên ma quỷ, con có quyền trên hoàn cảnh, con có quyền trên mọi nan đề của con. Con có quyền được sống khỏe mạnh, con có quyền được sống tự do, con có quyền được sống dư dật và thịnh vượng. Ông bà anh chị em hãy nói điều đó đi. Tôi đang chờ đợi tất cả ông bà anh chị em, những ai đang có năng đề, hãy nói điều đó đi. Hãy nói ra miệng lớn tiếng điều đó đi. Hãy nói trong danh Chúa Giê-xu, công bố điều đó đi. Vì đó là sự thật ở trong loài Ngài. Chúng ta không tự huyễn hoặc bản thân, nhưng những điều đó được chép trong Kinh Thánh bởi lời Đức Chúa Trời mà anh chị em vừa nghe rồi. Phải không ạ? Đức Chúa Trời định cho anh em như vậy, Đức Chúa Trời dành cho anh em như vậy. Và sự công chính là bản chất mới của anh em. Sự công chính là sự dự trù của Đức Chúa Trời dành cho anh em. Sự công chính là quà tặng miễn phí mà Đức Chúa Trời dành cho bạn chị em. Nó không phụ thuộc gì vào cảm giác của anh chị em, không phụ thuộc vào ông bạn chị em đang làm gì vào ngày hôm qua, ông bạn chị em đang làm gì hiện nay không quan trọng. Quan trọng là khi anh em tin Chúa Giê-xu Christ, anh em được tái sanh, thì anh em là người công chính của Đức Chúa Trời. Anh em có một cái địa vị công chính của Đức Chúa Trời, và huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Amen. Dạ. Nào, những ai đang bệnh tật, đau yếu, những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn nợ nần, những ai đang bị giới hạn, thất bại về nhiều điều, trong danh của Chúa Giê-xu hãy công bố điều đó. Được chưa? Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Nào, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Trong danh của Chúa Giê-xu quyền đó, tất cả anh em ta đều có địa vị công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Ta truyền lệnh cho mọi bệnh tật trên những cơ thể này cần phải rời đi. Mọi quyền lực bệnh tật đó không có quyền trên những người công bình, không có quyền trên những người công bình. Ta ra lệnh cho mọi bệnh tật trên những thân thể này không có quyền trên những người công bình, trong danh Chúa Giê-xu. Ta ra lệnh mày đi đi. Những quyền lực của Sa-tăng, những sự lừa dối của Sa-tăng, những sự dối trá của Sa-tăng, ta bảo mày rơi ra khỏi đời sống của họ, rơi ra khỏi đời sống của họ, rơi ra khỏi đời sống của họ, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Mà anh chị em hãy mở môi miệng mình ra, ra lệnh cho cơ thể của mình khỏe mạnh, ra lệnh cho những phần yếu đuối nào trên cơ thể của mình nó phải khỏe mạnh trong danh Chúa Giê-xu. Vì cớ anh em chị em là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời,
Và Kinh Thánh chép rằng lời cầu nguyện của người công bình thật có linh nghiệm nhiều. Hãy nói đi ạ, trong danh của Chúa Giêsu quyền nào, tôi truyền lệnh cho mọi điều yếu đuối nào ở trên cơ thể anh em, nó phải rời đi, nó phải được chữa lành, nó phải được phục hồi, vì nó không có quyền trên người công bình của Đức Chúa Trời. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền nào, ta truyền lệnh cho mọi căn bệnh hãy rời đi, dù tên gọi của mày là gì. Bệnh tiểu đường hãy đi đi, bệnh huyết áp hãy đi đi, bệnh xương khớp hãy đi đi, những bệnh trong gan, trong thận hãy đi đi, những bệnh ung thư trong đường ruột, ung thư trong phổi, ung thư trong gan hãy lành đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ung thư về tuyến tụy, ung thư tuyến giáp, ung thư xương, ung thư máu hãy lành đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh hãy rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, đặt tay vào chỗ đau của mình giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận quyền năng của sự chữa lành, hãy đón nhận quyền năng của sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy lên đi, tôi ra lệnh những căn bệnh này phải lành, và những quyền lực đứng đằng sau những căn bệnh này, những con quỷ ở đằng sau những căn bệnh này, những con quỷ là nguyên nhân của những căn bệnh này, ta ra lệnh mày phải ra khỏi những thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ra đi. Ta truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu, mọi ố linh hãy ra đi, mọi linh ác mộng hãy ra đi, mọi tà linh bệnh tật hãy ra đi, mọi tà linh của tà thuật hãy ra đi, mọi tà linh của phù thủy hãy ra đi, mọi tà linh người chồng người vợ thuộc linh hãy ra đi, mọi tà linh dâm dục hãy ra đi, mọi tà linh tà dâm ngoại tình hãy ra đi, mọi tà linh của sự cay đắng không tha thứ thiếu tình yêu thương hãy ra đi, mọi tà linh của sự thù hận hãy ra đi, mọi tà linh của sự giới hạn thất bại hãy ra đi. Ta ra lệnh mày rơi khỏi những người đang ở trước màn hình này, bất kể ai đang nghe và ảnh hưởng với giọng nói này, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Holy Ghost fire, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bất kể ai đang nghe và ảnh hưởng với giọng nói này, hãy đón nhận sự tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, tự do, tự do, tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi ác mộng, tự do khỏi nghèo đói, tự do khỏi sự thiếu hiểu biết, tự do khỏi tất cả mọi đè nén, mọi áp bức, tự do khỏi cảm giác tội lỗi, tự do khỏi sự không tha thứ, tự do khỏi sự cay đắng, nổi loạn thù hận, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, tự do, tôi tuyên bố sự tự do cho anh em, tuyên bố sự tự do cho anh em, tôi tuyên bố sự tự do cho anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố sự chữa lành cho anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố sự chữa lành bệnh cho anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi sai trật trong xương khớp, trong đốt sống cổ hãy lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi sai trật trong đầu gối hãy lên lại trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi sai trật đau đớn trong đầu gối, chân bên trái hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ai đó đang chân bên trái bị đau đây đầu gối, hãy lên đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn Ngài. Hãy đón nhận sự chữa lành, 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 đón nhận sự chữa lành. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục ông bạn trẻ, hãy tiếp tục, hãy tiếp tục. Tôi nói ông bạn trẻ hãy tiếp tục đi. Thánh Linh của Chúa hiện tại đang hiện diện, Ngài hiện diện ở tại phòng của anh chị em. Tôi nói ông bạn trẻ hãy đá văng Satan ra khỏi đời sống anh chị em. Anh chị em là người công chính của Đức Chúa Trời, và người công chính thì không có liên quan gì đến sự bất khiết của Satan hết, không có chung đụng gì với những sự ô uế tội lỗi của Satan hết, nó không có chỗ nào để đeo bám trên đời sống anh chị em hết. Anh chị em hãy nói rằng ta là người công chính của Đức Chúa Trời, mày Satan hãy lìa khỏi ta lập tức giờ này, mày Satan hãy lìa khỏi ta lập tức giờ này, mày Satan hãy lìa khỏi ta lập tức giờ này. Hãy nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ông anh chị em hãy nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục đi mà anh chị em, tiếp tục cầu nguyện nào, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Bạn cho em hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục công bố, tiếp tục ra lệnh, tiếp tục nói cho cơ thể của mình. Những ai đau ở thận đặt tay vào sau lắc thắt lưng của mình cho hai quả thận và nói rằng hỡi thận của ta hãy được phục hồi, hỡi thận của ta hãy được tái tạo, hỡi thận của ta hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu.
Những ai đau trong bao tử, những ai đau trong gan, đặt tay vào gan, bao tử của mình và nói: hỡi gan của ta hãy được phục hồi, hỡi bao tử của ta hãy được phục hồi. Những ai đang đau trong tim mạch hãy đặt tay vào quả tim của mình và nói rằng: tim mạch của ta hãy được phục hồi. Những con quỷ đang tấn công tim mạch của ta, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu, mày phải rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Hãy ra lệnh cho nó, ông bà anh chị em. Hãy truyền lệnh bởi môi miệng của mình, vì Kinh Thánh chép rằng lời cầu nguyện của người công bình thật có linh nghiệm nhiều. Khi anh em cầu nguyện nó phải nghe lời, khi anh em ra lệnh nó phải nghe lời, giống như Phi-rơ nói cho người què: hãy đứng dậy mà đi, thì nó đứng dậy đi. Giống như Phao-lô truyền cho con quỷ bói khoa, nó ra lập tức nó phải thoát đi. Trong danh Chúa Giêsu, tôi nói rằng anh em được tự do. Trong danh Giêsu, mỗi một người đang lắng nghe và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này phải được tự do trong danh Chúa Giêsu. Mỗi một người ảnh hưởng với lời cầu nguyện này hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen Ngài Chúa. Chúc tụng Ngài Chúa. Tôn cao danh của Ngài Chúa. Oh hallelujah. Hãy được lành. Hãy được lành, hãy được lành và khỏe mạnh. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả những ai thương trực có cảm giác rằng mình là người tội lỗi, mặc dù đã là con cái của Chúa nha. Những ai đang thương trực bị cảm giác và ý nghĩ này, và anh em hãy hiểu rằng cảm giác và ý nghĩ này không đến từ Chúa, nhưng nó đến từ kẻ thù của anh em. Kẻ thù anh em là ma quỷ. Nó gieo cảm giác này, nó gieo ý nghĩ này vào trong tâm trí, vào cảm xúc của anh em, để khiến anh em gục ngã, yếu đuối, mất tự tin, mất sức mạnh, không còn sự dạng dĩ. Mặc dù anh em là người tái sanh, mặc dù anh em là người được Chúa lựa chọn, mặc dù anh em là người tin Chúa, yêu mến Chúa, nhưng cảm giác đó nó khiến anh em luôn bị chùn bước, khiến anh em không có sinh lực để sống, khiến anh em không có sức mạnh để sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Và anh em chấp nhận như nó nói, được chưa? Tôi cầu nguyện cho những người đó trong danh Chúa Giêsu. Tao ra lệnh cho mày Satan, tập truyền lệnh cho mày con quỷ lừa dối kia, con quỷ gieo cảm giác tội lỗi, con quỷ gieo cảm giác bất khiết, con quỷ gieo cảm giác thấp hèn vào trong anh chị em ta. Tao ra lệnh cho mày hãy ra khỏi họ giờ này. Tao nói với mày không nói với họ Satan. Tao nói với mày những loại quỷ này Satan. Tao nói với mày những loại linh ô uế này. Tao bảo mày rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu, rơi khỏi tâm trí của họ, rơi khỏi tâm trí của họ, rơi khỏi cảm xúc của họ, rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, rơi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những con quỷ này, tao bảo mày rơi trong danh Chúa Giêsu, đi xuống vực sâu. Holy Ghost fire, lửa thánh linh thiêu đốt mày, lửa từ đỉnh đầu đến gốc chân giáng xuống thiêu đốt mày, lửa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những tà linh này, tao bảo mày ra, ra bằng mọi cách, đi ra khỏi đời sống, đi ra khỏi cảm xúc, đi ra khỏi tâm trí của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự tự do cho anh em, tôi công bố sự tự do cho anh em, tôi công bố sự tự do cho anh em. Kể từ ngày hôm nay, anh em là người công chính, anh em nghĩ mình là người công chính, anh em nghĩ mình là người công chính, anh em ý thức mình là người công chính, anh em không còn phụ thuộc vào cảm xúc, cảm giác, lý trí đến từ Satan nữa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi hủy bỏ quyền lực này, tôi hủy bỏ ý thức tội lỗi này, tôi hủy bỏ quyền lực này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tự do, tự do, tự do hoàn toàn. Tôi giải phóng anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em được tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi sự kiện cáo của Satan, tự do khỏi tất cả mọi sự áp bức, áp lực của Satan. Tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành. Con ngợi khen Ngài Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Wow, chúc anh em một buổi tối đầy dậy phước hạnh, bình an, yên lặng, an ổn, an ninh mãi mãi. Đây là kết quả của sự công chính mà anh em có trong Chúa. Amen. Và những anh chị em nào được Chúa đụng chạm, được Chúa làm phép lạ, hãy comment xuống bên dưới để làm vinh hiển danh của Chúa, để khích lại nhau. Amen ha. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều, ngợi khen Chúa thật nhiều. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em hãy viết xuống bên dưới những gì Chúa vừa làm cho mình, để khích lại nhau và làm vinh hiển danh của Ngài. Chúa ban phước cho anh chị em hết thảy nha. Chúc một buổi tối thật là tuyệt vời, và hẹn gặp lại anh chị em vào Chủ nhật tuần này. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa ban phước. Xin Chúa ban phước. Cảm ơn Ngài. Và anh em nhớ trong tháng này, ngày 25 tháng 11, chúng ta có buổi bồi linh, không ạ? Buổi bồi linh. Và chỗ đăng ký thì cũng không còn nhiều. Tôi khích lệ tất cả các bạn chị em đang có mặt trên live stream này, ai có điều kiện hãy đăng ký để tham dự buổi bồi linh này. Tôi cho rằng đây là một buổi rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, đặc biệt còn hơn buổi 16 tháng 9 nữa. Tôi nghĩ rằng buổi bồi linh này Đức Chúa Trời sẽ hành động và nhấc chúng ta lên một tầm cao mới, và với sự chữa lành, giải phóng, ban phước, sức dầu mới, và trang bị cho mỗi một con cái Chúa được kết quả trong vương quốc của Ngài. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, nếu có điều kiện hãy đăng ký. Đăng ký qua email nhamuonzan@gmail.com hoặc nhắn tin trên Facebook cho chúng tôi. Amen. Còn một ít chỗ nữa thôi, không còn nhiều. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Chúc một buổi tối thật tuyệt vời. Tôi xin chào tạm biệt anh chị em giờ này. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.